Wan-Bissaka đồng ý tới West Ham, Manchester United sắp đón tân binh thứ ba. Hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka đã đồng ý rời Manchester United sau khi đạt được thỏa thuận cá nhân với West Ham. Thương vụ này sẽ mở đường cho việc Quỷ Đỏ ký hợp đồng với Nusai Majao từ Bayern. Việc Wan-Bissaka sang West Ham sẽ kích hoạt Manchester United chiêu mộ Majao từ Bayern. Wan-Bissaka được cho là không đáp ứng được yêu cầu của huấn luyện viên Erik ten Hag. Và West Ham bắt đầu liên hệ khi biết tin Manchester United sẵn sàng bán cầu thủ này. Việc cầu thủ 26 tuổi này chuyển đến sân vận động London dường như sắp xảy ra khi Wan-Bissaka được cho là đã đồng ý các điều khoản cá nhân với The Hammer. Theo Sky Germany, bước đột phá của thương vụ này đã diễn ra vào thứ Năm. Wan-Bissaka được cho là đã đồng ý một hợp đồng có thời hạn 5 năm với West Ham. Ngoài ra, hai bên cũng đã tìm được tiếng nói chung về tiền lương. Vấn đề bây giờ chỉ là thỏa thuận về giá giữa West Ham và Manchester United. Quỷ Đỏ muốn thu về 18 triệu bảng nhưng West Ham hy vọng sẽ đàm phán xuống chỉ còn hơn 10 triệu bảng một chút. Wan-Bissaka gia nhập Man United từ Crystal Palace vào mùa hè năm 2019 với mức phí khổng lồ là 50 triệu bảng. Anh đã có 190 lần ra sân trong 5 mùa giải tại Old Trafford, ghi được 2 bàn thắng và có 13 pha kiến tạo. Mùa giải trước, Wan-Bissaka chỉ có 30 lần ra sân trên mọi đấu trường với vỏn vẹn 2.411 phút thi đấu. Anh chủ yếu đóng vai trò dự dự cho Diogo Dalot bên cánh phải và được sử dụng đá hậu vệ trái do vấn nạn chấn thương của Quỷ Đỏ. Sau khi hoàn tất thương vụ bán Wan-Bissaka cho West Ham, Manchester United sẽ đàm phán với Bayern để chiêu mộ Nusai Majao. Cầu thủ người Morocco đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Quỷ Đỏ và chỉ còn chờ Manchester United đưa ra đề nghị với Bayern.